Tại phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án hành hạ bé 8 tuổi, đại diện viện kiểm sát cho rằng không có cơ sở để thay đổi tội danh đối với Nguyễn Kim Trung Thái. Sau phần xét hỏi, mở đầu phần tranh luận vụ hành hạ bé 8 tuổi đến chết, đại diện viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh trình bày quan điểm giải quyết vụ án đối với kháng cáo yêu cầu cấp phúc thẩm thay đổi tội danh đối với Thái thành tội giết người. Theo viện kiểm sát, việc xác định Thái có đồng phạm giết người với bị cáo Trang hay không thì các cơ quan tiến hành tố tụng từng trả hồ sơ để điều tra bổ sung. Kết quả đã xác định những thương tích của cháu VA trước ngày 22 tháng 12 năm 2021 là yếu tố cộng thêm nhưng không gây ra cái chết. Riêng thương tích ngày 22 tháng 12 năm 2021 cũng đủ gây ra cái chết cho cháu VA. Kết quả trích xuất cuộc gọi của Thái cho Trang vào lúc 15 giờ ngày 22 tháng 12 năm 2021 và việc xóa camera không đủ căn cứ xác định Thái đồng phạm giết người với Trang. Đồng thời, Phân viện Kỹ thuật Hình sự, Bộ Công an đã có văn bản từ chối giám định pháp y vào các ngày 7, 10, 11, 12 tháng 12 năm 2021, vì vậy, không có cơ sở để xem xét kháng cáo của đại diện bị hại. Từ đó, Viện Kiểm sát đề nghị hội đồng xét xử không chấp nhận kháng cáo của người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bị hại.